gọi đi múa chầu đi. Chào mọi người nhé. Thế thì để bà này đi múa, ông múa đi theo là được. Nhưng mà phải bà với, bà đẩy là sang đẩy với. Chắc không có bà. Múa sang bà rồi đấy. Bay tham bay. Ơi, được cái gì là được. Trẻ con đi. Trẻ con thì ăn bim bim quà kẹo lấy vào cho nó, nó tủi thân. Ờ, cả ba tái nhưng thắt cái tẩy vào này miếng nắc ra. Ba nó cầm chai năm bây giờ để áo kia năm. Bố mẹ kia đâu rồi? Chết rồi, không có ai đánh đàn cho. Không ai quay cho. Ô ha cùng biết ca ti na phụ cùng và ca ti mân ơi. Hai lô. Chị ngồi xuống đây quay cho em. Hay là chị đi múa đi. Đi. Đây em đang quay chị. Em đang quay chị. Quay chị đi. Đang quay cái người kinh. Quay em cho. Quay tổng cho. Không, quay cái này thôi, quay cái này. Không phải đổ vào đâu ấy, mình đang tương xin rồi đấy. Nó lại đổ vào đi. Đi mua đi. Mua đi. 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 À, đi lấy lọc. Đi mua cho cái bà này. Ờ. Đấy. Đổ đâu. Phải đổ quay. Luôn cái khẩu cái tay này ai à cả bố mẹ mình à đây bố mẹ đây cả bà đó bà mà bố mẹ đi vào vun gạo vun tiền lên cho con cả nhà hoa đăng kia nữa cháu đâu rồi cả nhà hoa đăng nữa alo con trai múa dẻo đi. Mạnh nhớ đau bụng nha. Bắt sâu bắt bòi lấy nước thế à, cây hoa cho các cháu này được à, đi may về bắn nhá, được học giỏi được thông minh ngoan ngoãn nghe lời ông bà bố mẹ nhá, chân to nhá, dài nhá, dài nữa, ôi thôi giỏi nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lấy cái cành đào ra đây nào, ai cắt đào hoa đi đi vào đây ngồi để các bà này đầu ra luôn. Nó đang có vợ bảo nó cắt cái gì? Đâu em với anh mà nhầm. Hai chị anh xin thôi. Quay cho cô đi. Ok, chứ qua lấy cành đào đi. Lấy cành đào đi, em cắt nào. Đi nào, đây. Đi ra đây. Cành đào ở mái trong kia đi anh. Hả? Đi học giỏi được không? Đôi à? Để hai con càng hồng để một vào nhau, sau đó ôm nhau. Quay hộ. Facebook luôn rồi. Đây. Cứ cho vào đấy đi, sao tí đấy. Bà với mẹ. Không ăn được. Mày nói là
Chạy kết thúc. Chị bảo chú váy bảo tao tao biết kiểu gì. Kéo ra ngoài nhé, nó về nó trở lại nhé. Bài đó này. Bài đó. Kéo, hỏi chưa? Đi ra ngoài. Không có này. Cái này lấy cái này đổ đi, lấy cái này. Không không tăng thì tăng cóc đấy ở chỗ để tăng cóc. Thế này đủ đi, không lấy chút nước khác rồi đấy. Duyên. Duyên ơi, đây đây đây, lấy canh nào đi vào đây rồi. Để đôi nàng hồ này buộc vào đi. Một cây nữa. Ôi, người ta buộc của người đấy, ai là đi buộc của thế? Chị không thấy bao giờ ạ? Dạ, cháu chưa. Cháu ướt cái như này. Bà đi lấy cái cầu xung khắc một cái. Cái kia. Cái bơ chỉ nữa. À này ạ. Bà cũng tốt rồi.
Thế nào? Bán này không rượu chè là cứ anh em nhá. cách đối diện nhau ấy, ngồi đối diện nhau ấy, biết giải bén bắn đấy. Đấy, đây là mình đang hết tình đang khẩm nữa, mình đang cái này cứ mỉ mi hoang nữa. Bây giờ vợ không đánh nữa. Để gọi mình hết tình ơn. Quay lưng vào nhau đi. Quay lưng vào nhau. Đang quay lưng. Không, ra sao để khám mình đang. Quay mặt ra ngoài. 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 Nhau. Đi ra đi, ra đi, đi ra đi rồi. Đi ra ngoài. Ừ, con này ông đi ra ngoài đừng mạnh vào nữa. Cô chú em làm gì ấy? Con vào kia chào bố một tí. Bóng ngộp cái gì ấy? Mà là nước cả lại nữa. Thôi. Mẹ ơi. Các cậu cái đốt là, hay được cậu cái đốt đi rồi. À đốt. Đốt đi. Cho bà đốt. Huyền nó đâu nhỉ? Lâm ơi. Bà đi vào đây. Mẹ bảo cái này cất về cho em nữa bà con. Đi vào phòng. Đây không chỉ ai đâu nhé. Tôi ra chăm bấm vương, đốt ôm bấm vương lên. Cầm đây em, để em gọi bố. Đi. Cầm để gọi bố. Mình mà phạt của chúng ta rồi. Mình cứ này. Được.
Thắp ở trên xuống. Đi nha, bà đi vào buồng nhá. Ông cho con trai ra ngoài nhá. Bà sợ quá bà chạy luôn. Ở ngoài cô thấy ăn sinh bao nhiêu thì vào điện thoại bị dìm bấy nhiêu. Và ở ngoài cô thấy ăn sinh bao nhiêu vào điện thoại bị dìm bấy nhiêu. Không ăn phải đâu. Cắt cái này đi. Cắt đi rồi. Cái này cắt nào. Điện thoại ai? Cái đấy để.